Hôm nay giá lợn hơi trên cả nước ghi nhận mức giá đi ngang không biến động nhiều, giá dao động từ 54.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 55 đến 57.000 đồng 1 kg. Riêng Thái Nguyên giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức thấp nhất khu vực là 55.000 đồng 1 kg cùng với Phú Thọ. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên dao động trong khoảng 56 đến 57.000 đồng 1 kg, không có biến động so với ngày hôm qua. Trái ngược với xu hướng giảm của hai khu vực trên, giá lợn hơi tại miền Nam ghi nhận điều chỉnh tăng 1.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Cụ thể, Bến Tre nhích nhẹ một giá lên 56.000 đồng 1 kg, cùng với Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54 đến 57.000 đồng 1 kg.